Rồi ok, cắt đi anh ơi. Anh em cẩn thận nhá. Nhặt tạt cho anh cái này. Xin chào các bạn. Hôm nay Vietsolar ngày 27 tháng 5 thì về thêm một cái công pha LED và đèn đường của JD 699-399 các bạn nhé. Và thêm đèn 500 và 1000W để phục vụ khách hàng đại lý, bởi vì lô 500 1000W nhập lô trước thì đã hết rồi. Ok, hôm nay Vietsolar sẽ trả hết hàng đi đại lý nhé. Sao chặt quá anh ơi, đu luôn. Rồi ok, hiện tại thì Covid nó ảnh hưởng không nhỏ đến việc mà vận chuyển hàng hóa vào kho, thì Vietsolar đã phải thuê thêm xe tải để vận chuyển truyền tải vào kho, tại vì chỗ Vietsolar thì đang chắn hạn chế dịch các bạn. Ok, một công hàng đầy đủ mã, đèn đường, đèn pha nét 399-699, đèn 500 1000W đang chờ các đại lý lên hàng. Cảm ơn các bạn. Quý đại lý nào muốn lấy hàng ấy, thì hãy báo cho Vietsolar nhé.